cái nhà này hai mặt tiền, mặt sau. Em quay cho tất cả các bác anh chị em để xem mặt tiền của ngôi nhà này cũng rất là rộng, phòng khách cũng rất là rộng luôn. Chân gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Hello, em Khánh, Chân gỗ miền Bắc mến chào tất cả anh chị em. Thì bây giờ là hai anh em bọn em bắt đầu di chuyển từ nhà. Đây là tại xưởng nhà em nhé. Đây là những cái xương lim làm xương trần gỗ cho tất cả anh chị em. Thì bây giờ bọn em đi kiếm một công trình tại Ninh Bình. Đi một công trình tại Ninh Bình. Và khi tới nơi em sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Em là Khánh bên Trần Gỗ miền Bắc, còn đây là ông Thành Long. Ông Long, chào bà con nhé. Anh chị thân mến, hiện tại là bọn em đang tới nhà thờ. Wow, các bạn anh chị thân mến, bên kia có một cái nhà thờ rất là đẹp. Đi lái cẩn thận Long. Ui, tí đi qua đây đi. Ui dồi, nhà thờ đẹp. Đây là đang ở chỗ nào có Long nhỉ? Hà Nam. Ui dồi, sao Hà Nam lại có cái nhà thờ đẹp thế? Tí nữa bọn em về khả năng bọn em qua. Bây giờ là đồng hồ của em Khánh chỉ là 1 giờ 5 phút rồi. Thì là các bác biết em đi từ sáng tới giờ, khoảng tầm lúc trước khi đi khoảng tầm độ lúc đi khoảng tầm độ 9-10 giờ đấy, tới tầm đó. Nói chung là tắc đường và cũng như thời gian rất là lâu. Em xuống giường của em quay cho các bác luôn. Tí nữa mà đến nơi thì em quay tiếp. Các bác anh chị thân mến, rằng là các bác biết rằng là một trong những cái tòa lâu đài mà nổi tiếng tại Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung, đó chính là lâu đài Thành Thắng các bác em. Đó, bây giờ là hai anh em bọn em sẽ qua đó và em quay cho tất cả các bác biết rằng là mục sở thị cái tòa lâu đài nó đẹp như thế nào. Đó, các bác nhìn này, thực sự là nó ấn tượng luôn. Bọn em vừa qua đất Hà Nam, thì Hà Nam và Ninh Bình là giáp nhau ở đây thôi. Đây các bác nhìn này, lâu đài Thành Thắng nhá. Lâu đài Thành Thắng. Ở hai bên là có hai tòa lâu đài nhỏ, ở giữa là lâu đài lớn. Thế em hiểu nôm na là chắc khả năng ở giữa là bố với mẹ, ở hai bên là hai ông con. Các bác nhìn này, lâu đài Thành Thắng nhá. Ôi giời, ấn tượng luôn. Ngày hôm nay thì em Khánh bên Trần Gỗ miền Bắc có đi nhận công trình ở cung đường là Hà Nam Ninh, hai công trình ở Hà Nam và một công trình ở Ninh Bình. Wow, các bác nhìn này. Quá đẹp luôn. Ở giữa là đúng tòa của bố rồi, hai bên hai tòa là hai của ông con rồi. Ôi nó đẹp quá trời luôn anh em ạ. Đẹp quá. Ôi như vậy đã qua rồi, có lẽ khi nào mà cung đường về đi. Cung đường về thì em Khánh sẽ đỗ lại. Và em sẽ quay tất cả các bác anh chị em biết rằng là tất nhiên là mình không được vào bên trong đâu. Nhưng mà có lẽ là đứng bên ngoài để cho tất cả các bác anh chị biết rằng là không gian nó đẹp như thế nào. Bên ngoài ngoại rất nó đẹp ra làm sao. Thực sự là đúng tòa lâu đài trong mơ. Thực sự nhiều tiền. Ninh Bình. Ở Ninh Bình thì bọn em thi công, nếu mà đi ký mà cái này thành công ấy, thì là cái khoảng tầm độ, em nhớ không nhầm là tầm độ thứ 18-19 tại Ninh Bình rồi. Bọn em khá là có duyên đất Ninh Bình. Và đặc biệt là những người công giáo các bác nhé. Để các bác nhà thờ kìa. Đó, đây đây. Làng Mưu Giáp. Làng Mưu Giáp. Đó. Ở kia có tượng Đức Mẹ ở đây kìa. Ô, tượng Đức Mẹ, tượng Chúa Giêsu, hai tượng để cảnh giác. Ô, ở đây thực sự là các bác nhìn này. Nhà thờ này phát hiện đây, giáo phận phát hiện. Ô, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Em thấy là ở đây họ rất tuyệt vời. Khi mà ở nhà nào đại đa số toàn để tượng Đức Mẹ thôi. Bất ngờ. Các bác anh chị thân mến, và như vậy là một quãng đường mà phải nói rằng là hơn 100 km di chuyển từ Bắc Giang xuống Ninh Bình. Thì bây giờ bọn em đang có mặt tại cổng điện lực Gia Viễn này, thì là chờ Bắc Giang đón bọn em vào. Ok, bây giờ đây thì bọn em dừng xe rồi. Nắng ghê, cũng trời nắng luôn các bác. Là mát nha. Để chờ Bắc Giang ra. Đúng không anh? Đúng rồi, em lên xe mà em thắt beo luôn rồi đó chị. Ủa thắt beo luôn rồi, quá là kỹ càng, đúng rồi. Đã kịp ăn trưa gì chưa? Dạ. Rồi em không có. Nắng quá. Các bác chị em thân mến, hiện tại là em đang có mặt tại trường gì đây? Đây là trường gì? Trường gì Gia Viễn Ninh Bình này.
Trường này là trường trung học cơ sở thị trấn Me. Đó, thì bây giờ là hai anh em ăn trưa rồi. Đến đây thì chờ bác Giai, bác Giai bác đón bọn em vào sân là Trần Gỗ như thế nào. Và bọn em đã nhận hai cái bên Hà Nam rồi, nhưng mà vì cái cung đường bọn em bé lắm, không quay được hết. Ở đây giàu lắm quá. Tí nữa là em Khánh về, em Khánh có qua mấy cái ngôi nhà thờ để giúp em tham quan. Thứ hai là bọn em muốn xem rằng là ở những nhà thờ ở đây nó có điều gì đặc biệt và nó thực sự là nó đẹp. Đó đúng không? Muốn món gì cũng có, dạ. Coi như là một cái không gian riêng, em thấy hả? Gò Bắc không cần phải đi. Bây giờ em phải chờ bác Giai ra đón bọn em. Có nghĩa là khi gửi vị trí thì em thấy rằng là trong điện lực Gia Viễn bên kia kìa. Tắt cái đài bao lâu? Quãng đường rất là xa, cho nên em muốn nói với tất cả các bác anh chị em một điều rằng là biết là các bác anh chị thích trần gỗ, đam mê những cái vẻ đẹp của đồ gỗ nội thất, đồ gỗ trang trí thì cứ liên hệ bọn em, ở bọn em sẽ tới tận nơi luôn. Nóng lắm, thực sự nóng. Đang đỗ trước cửa người ta bao lâu? Có kệ để người ta đùa thì mình đi. Mà đùa thôi, em nghĩ là chắc ở đây người ta cũng bình thường, người ta cũng không có mắng mỏ gì đâu. Mình đỗ đi mà, cục lắm mới ra chửi câu thôi. Các bác anh chị em đang xem, bấm cho em Khánh một like nhá, một đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những cái clip mà khả năng có Santa Fe đây rồi. Túc sơ này Santa Fe. Đây rồi. Đúng dân chơi rồi, gặp đúng dân chơi rồi. Đây là bác Giai bên kia. Quý chị thân mến, là như vậy là em và bác Thành Long, hai anh em đang di chuyển từ làm trong điện lực. Khả năng anh Giai này làm trong điện lực rồi. Em đang di chuyển từ Bắc Giang, từ Ninh Bình, quãng đường khoảng tầm mấy tiếng đồng hồ, và hiện tại là anh Giai này ra đón bọn em rồi. Một chiếc Túc Sơn mà phải nói rằng rất là đẹp, biển 35A 24540. Ngày hôm nay bọn em đi cung đường là Hà Nam Ninh, nhận tổng là 3 cái và 2 cái ở Hà Nam. Hiện tại cái này cái cuối cùng, thực sự khá là mệt mỏi rồi, nhưng mà thôi. Vì tất cả các bác các anh chị là đam mê đồ gỗ nội thất, đam mê đồ gỗ trang trí, các bác thích là được. Nói từ các bác thích là bọn em chiều, nhưng không phải, có là các bác thích là được. Là bọn em sẽ hỗ trợ tới tận nơi, tư vấn mẫu mã và ok chốt, và sau đó hẹn ngày lắp, thế thôi. Nhà bác Giai này khả năng là cái đây khả năng cái nhà đây. Đây. Và như vậy đến nơi rồi. Anh cho anh. Anh trai trẻ lắm. Các bác anh chị thân mến, và như vậy là em với ông anh Lòng, hai anh em đã xuống tới Ninh Bình để là anh Giai đây. Ở trong đây thì chỗ là tầm cái gì nhớ để em nhớ mà tôi mua và gõ thì anh Giai thì định làm cho không gian của phòng khách của tòa nhà này. Đây là mặt sau đó, cái nhà này hai mặt tiền, mặt sau đây là mặt sau, mặt trước ở phía kia thì em quay cho các bác. Anh muốn sáng nhà hay là kiểu. Đây, có hai chị em. Đây là ông Thành Long, ông anh trai em, để ông ấy đo. Nhưng mà đi dưới thì chỉ gọi là cái cao thôi. Đó, gia đình cái thông ở đây thì anh bởi vì nó thông thoáng như này, mình làm gỗ ở kia mình không biết nha, nó nhỏ ấy, nó nhiều đâu. Anh làm thẳng thôi, anh làm một cấp thôi, anh làm tiền đây. Đây là không gian của phòng khách thôi nha. Không gian của phòng khách. Mày cứ tư vấn với anh như mọi cái cho mày hành toán khoảng bao nhiêu.
Các bác anh chị thân mến, là em ông anh trai em đang đo đạc. Em quay cho tất cả các bác anh chị em để xem mặt tiền ngôi nhà này cũng rất là rộng, phòng khách cũng rất là rộng luôn. Đó, nhà này coi như là hai mặt tiền luôn. Một anh trai tại Ninh Bình nhá. Ở dưới cái dầm. Cô đây là gì đâu, ở đây đó. Đây là một cái khách này. Anh đến đây thì muốn là anh có cả. Bởi vì đến đây nó, bởi vì anh có khách này anh chỉ nhận không chạy lên được lắm. Các nổ nhà còn dưới, thì anh có đẹp, anh làm chân thường. Đây kiểu cái khách này. Anh chỉ đường khách cho tôi còn dưới, anh không được thì anh chạy chân luôn, chân đường một khách cho tôi. Cái bức này xem anh đối diện là cái khách, đối diện cái chỗ TV. Kể cả cái khách kia cũng chơi cái ốp cái này lên đấy cũng được. Sau TV thì đẹp là điều. Lớp này là chống cái ốp được. Nam dưới cái chân đường mình ốp cái giềng thì xung quanh nhiều nhất. Đấy. Tầm một cổ đường hồ đây treo đến đẹp quá, nhìn điểm vào đấy nhìn là đẹp. Đúng rồi. Đây gặp được anh biết chơi gỗ rồi. Thế là thì sau làm ấy, thì bọn em vừa đến nơi vừa làm, vừa phải tưng bố trí cân đối cái đèo này. Đấy. Toàn gỗ hương không? Gỗ này kiểu như nhà. Gỗ như nhà. Gỗ này nhiều. Anh gửi cái kia nữa. Vì đi nhà bên đấy. Sao nó xây to to à? Thì to như này nó không phòng riêng. Đây còn rất nhiều luôn này. Đây quanh đây. Cái kia còn hai cái bức tranh màn hình nữa. Gặp đúng anh trai thích chơi đồ gỗ. Các bác anh chị thân mến, để ông anh trai em đo. Ninh Bình. Không gian phòng bếp này. Ở các anh chị thân mến, đây là không gian của phòng bếp. Và em và ông Long, anh em sẽ thiết kế và sẽ sắp tới là cho một lên hình quả trần gỗ tại đây. Thì thực sự là nó là thực phẩm. Dự kiến đây là một cái vách các bạn ạ. Và Long nhận định công trình này như nào? Coi bé. Bình thường. Thực ra là cũng bình thường thôi. Tại vì em gặp nhiều công trình rất là lớn, nhưng mà với không gian này rất là rộng, cũng một kinh khủng lắm. Long đo chưa? Cái quạt đúng không? Đúng rồi, quạt thì cho đây hợp lý này. Đến Ninh Bình một ngày rất là nắng. Bơ mu cá nhân của Bác Long đây này. Okay.
xem này đi. Ok. Trời Thành Long làm hợp đồng với anh Bình đúng không ạ? Anh Bình đấy. Anh Bình. Anh 39 tuổi nhưng mà già rồi. Công nhận là anh trẻ rồi. Công nhận là già, nhưng già công nhận là trẻ. Không trẻ so tuổi rất nhiều. Em ơi. Vậy em ơi, bao em bảo anh năm nay bao nhiêu tuổi? Anh á? Bốn ông đá, một đứa cao. Hơi khó đoán. Em thử đoán thử. Anh à? Anh căng lắm là 35, căng lắm là 35. Căng lắm 35. Anh cho em cược thêm một lời nữa. Cược thêm một lời nữa. Theo Quang Long là đoán anh này sinh năm bao nhiêu? Căng 37. Em chịu, anh chị em chịu. Anh là em chịu ạ? Anh thì em chịu. Trong chứng minh nhân dân là làm 83 nhưng đúng tuổi là 82. 83 là do là hai anh em cùng đi học, là mình lại đăng ký ngược lại. Anh á? Em gái sinh năm 83. Nhưng em nhận được anh học là bao nhiêu tuổi ạ? Anh chắc tầm độ bao nhiêu? Thử đoán thử nhá. Căng lắm thì 41 tuổi. À. 43. 43 à, thế sai số 2 tuổi. Đây được rồi, sai số không. Em nhìn em đi, hôm nay uống rượu câu, uống rượu nhiều là nó bạc bạc dâu thì cái giỏ này. Thế mới được. Cái giỏ đấy. Đấy. Em ghi cọc ở đây, số tiền bên nào đã cọc rồi là xong rồi. Thế thôi. Em phải ghi rõ trong đấy mà. Có làm nhật đấy. Bỏ đi. Ok. Bỏ nhật. Chụp ảnh anh gửi qua Zalo cái là màu lẹ. Anh uống nước anh. Được. Uống nước đi, anh qua cà phê rồi mấy em mới uống. Anh uống rượu vào cái cà phê nó tỉnh. À. Nhịp sao vậy? Nhưng uống bia này nó cũng không tốt nữa. Em uống rượu và chỉ gà móng đỏ thì cứ tỉnh. Cảm ơn con. Mà miền Nam cà phê mà tay tròi cái phê bóng thì không thì nhập cháu, nữa. Tay anh cháu đùa thôi. Móng đỏ cỡ không? Cửa. Tùy cửa tùy cà phê bóng đi, miền Tây thôi. Bóng đỏ anh có cửa không? Miền Tây là gà chi tròi cái thây võng. Ở đây có. Miền Tây ra đầu đường. Ở đây không có. Anh thích bóng cửa, anh đéo thích cỏ nó sinh tơ. Cỏ cửa thích chiếu. Nó thì cứ cửa thì. Anh. Dạ. Tôi gắn anh cái nhé. Dạ ok. Chào anh. Ôi bọn em đến biết mẫu được cái gì đâu, thích giả đây có gì. Chào tất cả các bác anh chị, cho bây giờ bọn em xin phép về Bắc Giang. Hai anh em, Thành Long. Bây giờ bọn em di chuyển về Hà Nam ký một cái nữa. Thế là đăng ký. Ở đây là Gia Viễn, thị trấn Mè, Gia Viễn, Ninh Bình. Có lẽ là em xin phép khép lại clip tại đây. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bác anh chị rất nhiều. Và có nhu cầu làm trần cũ này, sàn gỗ này, ốp tường gỗ tự nhiên cao cấp, liên hệ phái Trần Gỗ Miền Bắc. Em trai Thành Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào clip lần sau. Cảm ơn rất nhiều, like, share và đăng ký kênh của em. Trần Gỗ Miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.